important excavation was found in Qumran back in. Người ta chết xong rồi người ta bỏ vào trong những cái hũ á, nó cất trong lòng núi, sau đó người ta biến mất, không biết người ta đi đâu. Thì năm 1946 ở khu vực này có một ông chăn cừu, ông thấy mất con cừu, không biết đi tìm chỗ nào, mà trong vừa khám phá tuy nhiên người ta không công bố ra nhiều, bởi vì công bố ra chắc chắn là sẽ có nhiều sự sai lệch ở đây này. Và ở đây là một trong những nơi cực kỳ quan trọng của người Do Thái giáo người nhé. Toàn bộ vùng đất này rồi sẽ biến thành những nông trại, bởi vì quý vị biết này, người Palestine đâu có làm gì đâu, keo đất này của tôi mà tôi không chịu làm đấy, những đồi cát cỏ để mọc thế này thôi chứ không chịu làm. Người Israel sẽ san phẳng nó đi, rồi sau đó bắt đầu một tiến trình gọi là trồng cây, tùy theo vùng đất đó trồng được cây. Thế thực sự ra có nhiều thứ để nói, Palestine cũng không thể nói được mà Israel cũng không thể nói được. Chỉ một phần duy nhất để góp phần đó chính là phát triển nền kinh tế.